keep it going, I'm rolling and flowing. I'm coasting, I got them all trolling me right. I just keep growing and showing them knowing I'm owning this flow, you can catch me outside. Chắc chắn là sau 3 trận thua thì tinh thần của tất cả các thành viên trong GAM đều rất là tệ. Đã có những cái sự bất đồng quan điểm xảy ra, nhưng bọn mình đã ngồi lại với nhau để bình tĩnh giải quyết cái vấn đề đó. Thì hôm nay là em chỉ muốn dành khoảng 15 phút nói chuyện với các em. Thì cái mục tiêu của anh là sao? Là ngày những khi mà họp phòng anh ấy, thì mình nói chuyện thì là ai cũng nói chuyện là cũng là cởi mở mở với ai để mình nói ra, để mình nói ra, đúng không? Thì bây giờ là anh muốn là mình sẽ dành một chút thời gian ấy, để mình sẽ viết một cái note cho nhau. Ví dụ buổi sáng có người ta sẽ dạy, người ta sẽ viết mấy cái câu chữ là mình sẽ giống cái này. Nhiều người ta cứ viết ở trên cái gương ở trong cái phòng của ta. Mình sẽ viết note cho nhau để mình nhắc nhau, để mình truyền cái năng lượng, mình truyền cái cảm xúc, truyền cái tự tin cho nhau. Ai cũng sẽ viết hai câu cho mấy người bên cạnh mình. Đấy. Sau đó thì mọi người sẽ về phòng, thì em sẽ có 12 cái tờ giấy. Em sẽ dán lại cho em. Thì em cho anh Khánh vậy. Thì anh Khánh là kiểu là một người thần tượng trong hồi đó của em. Thì em cũng không có nghĩ là mình được thi đấu chung với thần tượng kiểu là những hai lần được đọc tiếng Victor. Nên kiểu đó là niềm vinh dự của em. That's awesome. Thank you for sharing. Chúng ta từ cái lúc mà bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp tới giờ thì chỉ có Sơn và em đồng hành lâu nhất rồi, thì giờ cũng là cơ hội, có thể là cơ hội cuối cùng anh em mình thi đấu chung với nhau, là còn một thời gian rất là ngắn, giờ thì mình phải cố lên để ít nhất thì mình cũng phải thắng được từ đó. Yeah. Trận gì đó. Go. Cathy. Hồi nãy em có biết cho Sơn kêu là đánh thật tự tin, kiểu không cần phải sợ, năm đội luôn ở phía sau mình, cố gắng lên. Em đang có tất cả mọi người phía sau em and everyone back home too. Let's go. Tới ngày thi đấu thì mọi thành viên trong đội đều có được sự tự tin và bản thân mình cũng vậy, bởi vì chúng mình đâu còn gì để mất đâu. Nhưng các bạn không thể tưởng tượng nổi cái sự hoành tráng của Madison Square Garden, một nơi rất có tính biểu tượng của thể thao Mỹ. Có từ 5 cho đến khoảng 7.000 người theo dõi trong cái ngày hôm đó ở tại Madison Square Garden. Và cái sức ép đó thực sự là rất là lớn. Mình có thể cảm thấy được là cái tiếng hò reo của khán giả nó ép vào gọi là tai rồi cả lồng ngực nè. Nên là nó có một cái sức ép rất lớn ngay từ khi ngồi ở phía đằng sau sân khấu, chứ đừng nói là đứng ở trên sân khấu. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Mình thì em còn ngủ mà thôi, còn có lẽ ván thi đấu đã có kết quả và chiến thắng dành cho các thành viên đội tuyển Rock. Thực sự đây là một ván thi đấu của thành viên đội Rock, thể hiện sự tập trung. Họ rất cẩn thận trước những đấu pháp của thành viên đội tuyển Gam. Họ chờ đợi để phản ứng lại và họ đã phản ứng một cách cực kỳ hiệu quả. Chiến thuật nuôi Gray ở giai đoạn early game của Gam anh em lại tương đối nhiều những yếu tố kiểu kiểm soát sứ giả, họ kiểm soát hai cái chơi. Cũng không hẳn, nghĩa là tụi em đánh không có tự tin pha nãy. Nhìn tụi em đánh nè, pha đầu nè, bốn đứa luôn. Thấy pha này bên kia là mình xử lý khác rồi. Tại sao? Đi là pha này tính đánh mà, nhưng mình thấy là pha này trong trên là tụi em bung lên, tụi em đánh lấy thế là tụi em đứng chiếm hết đường dưới luôn rồi. Tụi em đâu có bung lên đâu. Đi là góc đó sao bốn? Em đi lên đây xong rồi nó phải nhấp lui với nó đứng lên góc này là đoạn này là anh Thanh rồi, anh ngồi ngoài anh nghe không, đoạn này là anh Thanh kêu rồi, anh Thanh đi lên nha. Thì đó bây giờ là bốn đứa tụi em không tự tin đúng không? Chưa kế chưa kế phút xong kế. Không, đoạn anh đang kêu thấy Gia Văn đang kêu rồi. Ý là anh nói có Gia Văn tới xong lúc sau anh dám biết anh đẩy mới kêu lên trên. Chứ đoạn mà anh đi ra anh sao bung lát được, nó đứng góc này anh đứng góc bây giờ góc này tụi em bung được không? Góc này bung được chứ đúng không? Ý là đoạn này anh Thanh về rồi mà rừng đánh xuống dưới sao mình đánh. Không biết là về rừng mà xong luôn. Về rừng mình được mà kiểu anh em thấy đánh ê đổi cái thay lỗ luôn. Thế cũng không hẳn lỗ, mình rất là tốt mà. Là lúc sau bị lỗi. Ấy là mình rất là tốt bị đâu lỗi. Chỉ hẳn tốt nhưng mà nó vẫn farm được, nó farm ngang, còn mình thì farm bị họ. Gặp bố muốn lộn. Bây giờ với lại kiểu em cũng chấp nhận đánh con sét rồi, em đổi cho anh em lấy lợi thế mà. Chứ đánh con sét tí mà đầu game không áp lực được là tí nó hai. Bây giờ em mới nói là pha này mà mình đánh đúng trong chain á là bung lên là quýnh là mình chiếm cái đường dưới được.
phải quay mà. Cuối game là mình chơi không được nó rồi, mình vô cái lần AJ nó cứ với năm bi nó hai đứa nó rồi. Ra xếp hàng anh em ơi. Sao làm lại? 24. Ba đội 24. Tie break. Là cái đã lick run anh em ơi. À trong cày đi vào mình thắng cái đại đầu tiên. What a tough start to Worlds 2022. But you know what, we got our moment. And the rest is history. Welcome back to Worlds 2022 in the State Farm Analyst Desk ahead of a must-win match for GAM Esports as they face off against TOP. And so first, let me set the stage because there are three stakes in this matchup. As I mentioned already for GAM, you must win to stay in. By the same token, if GAM wins here, they lock Rogue into the top two. So. We know that they have the players. We know that these players are incredibly mechanically skilled. It's just a matter of bringing it together, not forcing, like not over forcing, yeah. To your point, Rez, some of these plays, having more patience and being more coordinated, because if they get that synergy like we saw from them in the LPL, they will look like a completely different team. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại.
Let's go. Let's we go. Need you. Let win. Đồng lồn. Yeah, so when Levi and Woo! Man, I was fainting when he was holding me. I was like, oh shit. Là sao? Xỉu á. 54 cây đàn. Even CEO của Gen Z nhắn cho anh. Mình phải dọn đồ luôn á. Xong cái này là mình đi về lại phòng á. Mang lại đồ. Có vậy cái này anh đem về em đi. Mọi người tôi có đợi đồ thôi. Nói nha, không để quên gì hết nha. Mình đem về. Còn cái cặp với lại cái... Mọi người ơi, mình sẽ chụp hình đây. Mask off. Chưa đủ. We don't have It's okay, sir. Wait. You zoom in. Come forward a little bit. Here, let's get some levels. Okay. Yeah, let's get a couple players in front too. One player. Here, one more. Azele. Yeah. Game time, let's go. Oh, thank you guys. Thank you. Thank you. Congrats, man. We needed one, baby. That's it. Cặp này hết rồi mọi người. Này, game ơi. Holy shit. Đá cho nem tao. Shit, bro. Quá tim hỏng ở ngoài luôn. I'm about to cry, dude. Woo! Just one. Let's go. Remember who you are. Để lại tôi nó trước xong rồi quay lại ăn. What a huge victory for Gam here in New York. First up. First up, maybe. How good does it feel to hear everybody chanting your name? Thì câu hỏi đầu tiên là anh cảm giác như thế nào khi mà được mọi người cổ vũ cho Gam, cổ vũ cho tên anh? I mean, I feel so grateful. Thank you guys so much. Thank you so much for that. It's great to see you again. Congratulations on a fantastic victory. Thank you, Tony. Video and also a photo with you guys. Yes. Sorry. Yeah. You can leave your phone. Hey, no mask, it's okay.
Yeah, it's okay. Let me try that. Thank you. Tuần này bọn nó thắng hay thua thì cũng gắng 2-4 cho nó mạnh nhá. Nhẹ nhàng. Thế là mình có thể không vào được nhưng mà nhất là trận này mang lại cảm xúc. Yeah. Thế là nó kiểu không thắng dễ và không thua dễ á. Mình phải làm như vậy. Vào đi. You didn't cap. You didn't hear. Yeah. Có thể năm sau là có một số người sẽ không còn ở đây. Có một thể năm sau là có thể những anh em không có những cái con đường riêng. Yeah, nhưng mà mình đã có 2 năm rất là đẹp ở bên nhau. Yes. Mình đã giành chiến thắng rất là nhiều những cái giải đấu với nhau. Yep. Và về sau anh tin chắc chắn rằng cả cái lineup này sẽ luôn luôn là những người bạn tốt ở trong con đường sắp tới. Nên là hôm nay anh muốn là mọi người ra thi đấu trận đấu cuối cùng này thật là tuyệt vời, để lại cho những kỷ niệm đẹp với nhau ha. Yep. Chúng ta có kỷ niệm cuối cùng đẹp với nhau. Ok. Yes. One last time. Một hai ba. GAM. One last time. GAM GAM. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Win the hearts and the minds of the fans, and you did that. Hôm nay các em lúc mà đứng ở ngoài, mọi người GAM, everybody, right? People cheering for you, Levi, Levi, Levi. You know what I mean? You might not win every game, but cái quan trọng là mình sẽ làm sao để mình win the hearts of the fans, right? And you guys did that, so you guys need to be proud of yourself. Mọi người nên tự hào về cái việc mình đã làm, right? Sau 3 năm mình quay lại, and look at how they welcome us. Be proud of that. Right? So, mình còn khoảng 48 tiếng nữa ở New York. Let's enjoy it together. Yeah? Tối nay mình sẽ đi ăn cùng nhau. I know you guys have some press obligations. Các em sẽ phải làm press. So, mình sẽ đi về. Sau đi về, mình sẽ tập trung, mình sẽ đi ăn. Mình sẽ enjoy New York ở trong 48 tiếng, 36 tiếng gì đó. Yeah? And then,
Just enjoy. We're here in New York, be together. Ready? One, two, three, gam. One, two, three, gam. Come in. It's all of you guys over here. You too, man. You're part of the team, baby. One, two, three, gam. Yeah. One, two, three, gam. Anh phải bỏ trang ra để cho người thấy cái mặt đẹp trai của anh. Em thấy chưa? Em thấy hoài. Thì em diễn tả cho mọi người đi. What's up, man? You want to buy? Hey, this guy flew from Texas. He paid $750 for a 4-day ticket, and now he's taking out the team. Thank you. Cheers. And good job to the team, our NRG team here. I've been sales, I've been analyst, I've been NRG. My mom, her boyfriend, head of security, but also very important. You look for me, không? Cảm ơn Mr. Izumin. So please give a round of applause for Izumin, guys. Hai ba yo, hai ba yo. Tụi mình đang đi trên con đường chuẩn bị ra Fifth Avenue, chuẩn bị đi mua sắm. Gam sẽ mua sắm hết cả cái con đường số 5 này. Mua hết New York luôn. Creeping up from the mình sẽ làm thử thách cầm một đô đi mua New York. I'm gonna feed him if you coming for me. Hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got it. Em đi qua 4 cửa hàng, đi ra ngoài mà không ai mua gì cả. Thôi bọn mình nhận ra một điều ấy, không phải là đồ nó xấu, mà là bọn mình không có tiền. Xong rồi bây giờ chuẩn bị đi vào cửa hàng Apple, nên chắc mọi người cũng đoán được là khi đi ra thì không có cái gì rồi. Blood in my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Đó gần như là ngày cuối cùng của chúng mình ở New York. Và thật là buồn khi mà Gam không thể đạt được top 8 như kỳ vọng. Nhưng bọn mình cũng đã có được một bất ngờ, đó là giành chiến thắng trước Top Esports. Một chiến thắng cũng khá vang dội, phải không nào? Cũng có một điều thú vị, đấy là ở trong ngày cuối cùng thì bọn mình cũng đã được đổi áo với cả bên phía Dragon X. Thì cái này cũng là một cái mà hai đội đã giao trước với nhau trước khi chung kết thế giới bắt đầu rồi. Và cũng thật trùng hợp là Dragon X đã lên ngôi vô địch. Bọn mình có một cái sự vinh hạnh rất là lớn khi mà có thể giao lưu với họ và cũng có thể thi đấu cùng họ trong chung kết thế giới vừa rồi.
Và cũng có một cái lời cảm ơn từ bản thân mình đến cho Dev nói riêng và tập thể Dragonix nói chung. Khi biết Gam chuẩn bị lên máy bay về nước thì họ đã tức tốc đi về từ cái gọi là ngày nghỉ của họ. Mà trong cái ngày đó là họ đang muốn đi chơi để biết về New York một chút xíu, rồi họ đổi áo với Gam. Thì đó là một cái sự biết ơn rất là lớn từ bản thân mình. All right, Gam fam, that concludes the Return to Worlds 2022. Make sure you guys like, subscribe, and hit the notification button because there's so much exciting news coming in 2023. And as you guys know, it's our time, it's Gam time. Make sure you guys follow, and I'll see you guys in 2023. Let's go. Don't ever see it sober. Zoom in. Yes. I just got an email from Riot. They want to... We'll figure it out. Fuck. Xong chưa em? Xong rồi anh. Yeah. Để máy tính đi vệ sinh nha. À. Các bạn anh có thuộc. Hey Levy, I need to talk to you about the future. Your future with Gam. Okay. Yeah. Let's do it. Okay. Never see you so much.